bạn cần giải trí, bạn không biết phải đi tìm đâu. Bấm vào vẫn vui vẻ, mình có những niềm vui thật lâu. Xem xong nhanh tay xem vào like liền, video xem xong quên mọi ưu phiền. Chốn bữa nhây mà vui, hãy cho mình một lượt subscribe, yeah yeah. Anh xem clip cho em gửi clip cho anh rồi đó, anh xem cho. À cái gì? Em gửi clip cho anh rồi đó, anh xem cho. Clip gì vậy? Clip em hồi sáng đó, em quay là em gặp cái ông đó đó. Ông đòi gặp em đó. Rồi à, gửi đâu ạ? À? Messenger hay Zalo? Gửi Zalo á. Zalo à, giờ đâu đến rồi. A few moments later. Ủa? Em biết ông này. Thì ổng hẹn gặp em, ổng nói là biết anh. Rồi ổng hẹn gặp em nói bàn cái vụ hợp tác đó. Rồi em mới đầu là ổng kêu em bỏ anh đi. Ổng kêu em với Vi bỏ anh đi rồi về cho ổng là 50 triệu. Em đâu có chịu. Cái xong em nói là 200 triệu. Mỗi đứa 200 triệu mới chịu. Ổng suy nghĩ lại. Mà khoan nha, em tưởng nó là ổng từ chối. Xong rồi á, ổng hồi nãy ổng mới nhắn bên em nè. Ổng nói là anh đồng ý rồi á, để anh soạn hợp đồng rồi hẹn em chiều nay nè. Rồi giờ ổng là người chủ động mà hẹn em trước à? Ờ, chứ em có biết ổng là ai đâu mà hẹn ổng. Thôi vậy thì em với Vi cũng bất ngờ nữa mà. Em cứ ok, cảm ơn đã liên hệ rồi em chặn ổng đi nha. Cái gì? Đừng dây dưa gì với ổng ấy. Tại sao không dây dưa? Nói chung là em cứ nghe là anh đi, ông này ổng mệt lắm. Em cứ cảm ơn lịch sự rồi em chặn ổng đi nha. Rồi lúc nào anh khỏe anh giải thích sau. Nhưng mà ổng hẹn em chiều nay rồi, em nói ok rồi. Thôi bây giờ em nhắn lại nói ổng là em bằng lời cảm ơn anh đã liên hệ hợp tác rồi này kia. Nói chung mình nói lịch sự rồi, em chặn cái phút ổng đi. Còn Vi, nếu có nhắn với Vi thì cũng chặn luôn đi, vậy nha. Đừng có liên quan gì tới ổng ấy. Anh nếu như mà anh nói vậy thì em hiểu rồi, để em tìm cách cho ông này một bài học. Không cần anh luôn. Thôi đừng có liên quan gì đến ông, nghe anh nói nè. Vậy thôi à, anh ở nhà dưỡng bệnh đi nha. Anh nói vậy là em hiểu rồi. Bye bye. Bye. Ơi, ổng không cho em gặp ổng, nhưng mà nếu như mà anh Vĩnh nói vậy em cũng biết là ổng xảo trá tới cỡ nào. Ổng muốn chia rẽ tụi em, ổng muốn chia rẽ em Vi với Vĩnh, nên là ổng tìm cái cách này. Em sẽ cho ổng một bài học, mọi người đợi xem nha. Dừng mình hả? Nó hay vậy đó anh. Ngồi đi anh. Dạ mời anh ngồi. Rồi, cảm ơn hai em đã nhận lời mời của anh để gặp anh. Em đến lâu hả? Dạ tụi em cũng mới tới 15 phút à. Mà anh suy nghĩ nhanh quá giờ, tại vì em cứ tưởng là chắc là phải tầm một tuần sau hay là vài ngày sau anh mới sẽ gọi cho em rồi anh nói lên chuyện này nữa. Tại vì cái này em nghĩ cũng suy nghĩ cũng lâu mà, tại mà em không ngờ là anh có thể hẹn em ra mau vậy luôn á. Ôi, một nhân viên ưu tú như tụi em, anh phải xúc tiến làm hợp đồng liền. Em cũng bất ngờ luôn á, tại vì lúc nãy anh về rồi tụi em còn vẫn còn ngồi chơi nữa, đâu biết đâu rồi xong mà anh hẹn ra sẵn về đây rồi tụi em ngồi luôn. Ủa anh nước uống vậy? Để em thâu quên cái mùi sáng đó. Em ơi, dạ anh kêu đi. Là ký luôn chứ không có còn không có bàn bạc gì luôn hả? Không có, anh không có sự cần suy nghĩ luôn hả? Như hai em vậy đó cùng với bạn. Anh đã cũng nói với em đó. Kênh YouTube anh đã xem qua rồi. YouTube là rất đúng như yêu cầu của anh. Tuyển dụng người nhân viên. Anh em thì không còn gì nữa, tại vì anh đồng ý với mức lương của tụi em rồi thì em xứng đáng. Dạ anh cho em xem hợp đồng được không? Ồ, anh sẵn sàng thôi. Dạ hợp đồng em giúp câu anh đi. Ê, hôm nay có bệnh mà.
công ty cho anh á, thì cái sức khỏe làm sao ha? Tại vì em không giấu với anh á, thì trước khi mà ký hợp đồng á, thì em cũng muốn nói với anh là tại vì em có bệnh đó, nên là em khỏi lo. Trong hợp đồng của một nhân viên mà là một nhân viên ưu tú nha em, bên anh đã soạn ra hợp đồng, trong hợp đồng lao động này gồm có đây nha, bảo hiểm xã hội nè, rồi bảo hiểm y tế nữa, em kiểm tra định kỳ sức khỏe. Mà anh nhìn em nè, chỗ một cô gái đầy nhiệt huyết trong công việc mà còn trẻ đẹp nữa, bình hoa gì ở đây không có. Thôi em khỏi lo cái hợp đồng. Bảo hiểm không? Không, cái này chắc là bảo hiểm cũng không mấy được anh. Tại vì là em cũng không giấu gì anh. Tại vì lúc nhỏ ở dưới quê em là em có đi chơi, em có đi chơi xong rồi cái em đỡ dẫm ngay cái kim tim á, xong rồi em đâu có biết đâu, em cứ tưởng đâu là bình thường thôi. Rồi á cái một thời gian sau á, cái em thấy sức khỏe của em á kiểu ngày càng đi xuống á, rồi cái mẹ em dẫn em đi khám, rồi á em mới biết á là thật sự là mà mình sao nghiêm trọng dữ vậy. Dạ là thật sự em cái lúc đó, thật sự lúc đó là em mới biết á là em bị nhưng mà chữa trị được mà, đâu có gì đâu, bây giờ bệnh nào cũng chữa trị được mà. Là em đâu hoang mang, em không cần hoang mang, em cứ bình tĩnh nói cho anh biết đi, anh nghe, anh lắng nghe một người nhân viên như em, anh sẵn sàng lắng nghe tất cả những gì em nói. Dạ thiệt là sự là lúc đó là khám xong á là mẹ em như là muốn xỉu luôn á, là mẹ em biết cơ, em bác sĩ nói là em bị bệnh F anh, là bị bệnh HIV á anh, nên là không biết là tại vì á nếu như mà đồng ý về ký hợp đồng của công ty anh á thì lỡ sau này mà về sức khỏe gì á mà khám ra mà biết em bị vậy á thì không biết sao, nên là nếu như mà trước khi về công ty anh á thì em muốn nói để cho đừng có anh thấy sao, tại vì em cũng nói ra chi vậy, chứ giờ sắp về công ty người ta rồi, giờ người ta đồng ý rồi, giờ mình ký hợp đồng rồi, lỡ sau này á, và ví dụ như nói ra chi sao giờ, thì giờ là về làm cho công ty người ta rồi thì nó phải nói cho ta biết chứ. À, để anh về anh làm việc rồi ký là một nhân sự, tại vì trong cái thủ tục làm việc với nhân viên á thì tức là cũng có bộ hồ sơ rồi chứng nhận cái sức khỏe của nhân viên đó. Đâu nó có mà. Dạ. Em có đem, em có đem. Dạ dạ, anh xem nha. Em gửi anh đọc giùm em nha. Em có đem á, tại vì nó đi khám. Dạ anh đọc giùm em đó, tại vì không phải là em muốn giấu hay là sao á, tại vì em là giấy khám sức khỏe của em thiệt á. Thôi mà cũng sao. Vậy thì mình ký hợp đồng. Bây giờ mình ký hợp đồng nha anh. Tại vì có đầy đủ hết rồi. Còn một bệnh như vậy mà được chứng nhận sức khỏe vậy là không sao mà em. Cũng có cách điều trị và chữa trị. Có, em có uống thuốc đầy đủ hết á. À. Nhưng mà mình làm cái thủ tục đi. À, để anh về anh làm việc với lại bên phòng nhân sự cũng nói luôn cái tình trạng sức khỏe của em cho mọi người biết, mà chắc mọi người cũng bất ngờ đó. Ủa là, không phải là anh nói cho mọi người biết, ý là nói thì cho anh biết thôi á. Dạ không muốn cho anh biết nữa. Đó là anh biết sao không, là tại vì đúng, đúng rồi, cái bệnh của em á là hơi nhạy cảm, với lại á là em thật ngày nào em cũng uống thuốc cho á, em uống thuốc là đầy đủ luôn. Nè, nên cái tình trạng bệnh của em á mới được hơi tốt gì nè. Với lại thì anh cũng biết rồi, cái anh cũng biết là cái bệnh này là nó lây truyền qua ba đường thôi mà. Là kiểu như là đường tình dục nè, đường từ mẹ sang con nè, với cùng gì mày? Máu. Dạ đúng rồi. Là đường máu là không là mình dạ, không. Nói chuyện gì sẽ không có lây. Dạ. Nói chuyện gì không có lây thì không sẽ không. Không có gì đâu lây đâu. Dạ đúng rồi, thì sẽ không ảnh hưởng tới công của tới nhân viên của
công ty anh đâu, nên là em chỉ muốn nói cho anh. Dạ đúng rồi, em chỉ muốn là để biết để được anh em nhỏ nó sợ nó. Dạ, với lại á, nếu như mà mọi người biết á thì chắc là em nghĩ là mọi người sẽ xa lánh em á. Kiểu tùy thời cũng tùy thời. Có xa lánh kỳ thị đâu, anh thông cảm mà anh biết mà. Nhưng mà do tình trạng sức khỏe của em á, anh thấy em cần phải ổn định sức khỏe. Thì bây giờ là anh ký hợp đồng với em là nó có tiền để đi chữa bệnh rồi. Dạ. Nhưng mà tại vì anh mặc dù là anh là bên ban lãnh đạo thì, nhưng mà anh cũng phải nói sơ qua. Nhưng mà cho mình một cái. Dạ, nhưng mà anh đừng có nói cho trong nhân viên công ty biết không? Tại vì mọi người biết rồi, mọi người sẽ xa lánh em á. Là bình thường á, em nói chuyện á đâu có lay, nói chung là nó không có lay qua người khác đâu, nên là anh đừng có nói. Anh biết mà, anh biết cái bệnh này đâu có gì đâu, bệnh này đâu có cái gì đâu mà khó chữa trị, mà đâu mọi người đâu có cần phải kỳ thị là sợ đánh đâu. À, vậy anh gọi hợp đồng luôn đi anh. Dạ, đúng rồi. Dạ mình ký hợp đồng luôn đi anh. Dạ, em xin lỗi anh. Anh vậy là mình ký hợp đồng luôn nha. Em ký hợp đồng hả? Dạ. Thôi mình ký hợp đồng để không cần tiền nó quá cần. Sao vậy anh? Mà ký hợp đồng nó cái nơi làm việc mà. Thôi để anh có muốn anh, không? Có anh, có em có đem mà. Thôi để anh thôi như vậy nè. Để một nhân sự liên lạc với em. Ủa? Thế sao anh kêu là để ký hợp đồng rồi? Là lúc nãy anh nói là với cái mức cơ lương đó thì anh đồng ý, giờ anh đem hợp đồng theo lời anh nên ký tụi em mà anh đang sợ bệnh của tụi em đúng không anh? Hay là đúng rồi. Thì hả? Anh đang anh nói là đúng sợ, anh ngồi đi anh sợ khi anh nói chuyện em. Nhưng mà anh đang sợ, anh đang Vy ngồi kế bên em cũng sợ, em làm việc với Vĩnh, Vĩnh còn không sợ nữa, anh ngồi đi. Anh gì đâu sợ em đâu, đó đâu. Nhưng mà anh từ chối ký hợp đồng với em là tại vì anh biết em bệnh đúng không? Có, anh không có, anh không có kỳ thị tại vì anh xin lỗi hai anh em nha. Sao vậy anh? Trước khi mà anh hẹn với anh đang sợ em hả? Không có, anh không có sợ. Anh nói là sức khỏe là bạn, anh không có sợ gì chứ. Anh ngồi đây anh sợ gì? Anh trước khi mà hẹn em, anh có một công việc mới làm đối tác. Bây giờ anh chẳng giờ anh không. Nhưng mà trước khi gặp đối tác em ký thôi, tụi em ký lẹ lắm. Cho em 3 giây thôi. Thôi. Không sao đó. Anh vẫn giữ lẹ lắm tại vì vẫn giữ cái lập trường. Bây giờ tụi em chưa, nãy giờ tụi làm em tính đầu hợp đồng nhưng mà chưa, thì bây giờ tụi em khỏi đầu hợp đồng cũng được không? Bây giờ tụi em ký luôn nha. Thôi. Anh bị chở vậy. Dạ, không lẽ lắm anh. Thôi được rồi, anh cảm ơn em. Rồi cảm ơn em hẹn anh hôm nay. Rồi cái gì anh sẽ nói bên phòng nhân sự liên lạc với tụi em nha. Lẹ lắm. Thôi được rồi. Em xin 3 giây thôi. Không, để đi nha. Cảm ơn em. Đi nha. Ủa, cho anh ký nào rồi đi. Thôi được rồi. Để cái gì anh gặp em xong. Anh ký được không? Mệt. Bệnh hồi nãy vậy? Mới bệnh hồi nãy luôn nè. Gặp ổng cái bệnh luôn. Gặp ổng cái bệnh luôn. Gặp ổng cái bệnh. Trời ơi, anh không sợ gì hết, anh không sợ gì hết. Đó, mọi người thấy chưa? Nhìn cái thái độ của ổng đi. Thấy ghét quá trời luôn. Ổng đi luôn rồi. Rồi sao? Quên tiền nước rồi má. Cái thằng cha già này. Rồi mình trả chứ ai. Tự nhiên không được 200 triệu, mà còn mất tiền nước nữa. Vãi chỗ. Nè, mất hợp đồng 200 triệu rồi mất cái tiền nước hả? 400 triệu. Quên 400 triệu. Vậy thôi bye bye mọi người nha. Trời ơi, nhìn cái mặt ổng quýu he sợ. Ủa, là ổng xem clip này. Thì thôi, có gặp ổng nữa đâu. Ổng có dám gặp tụi mình nữa đâu. Trời ơi, nhìn mặt ổng nghe sợ sệt nghe, kiểu đáng thương luôn kìa. Sức khỏe là vàng em. Kiểu như nè, kiểu cố gặp sức khỏe là vàng, sức khỏe không quan trọng. Nói chung là ba ba ba. Trời ơi, nghe mệt. Thôi bye bye mọi người nha.